Ngay sau bão số 4 đi qua, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành địa phương tập trung khắc phục nhanh chóng thiệt hại do bão gây ra. Các công việc được giao đều có mốc hoàn thành cụ thể để nhịp sống quay trở lại bình thường. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận huyện trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại trên địa bàn do bão số 4 và lũ sau bão gây ra. Vận động các hộ gia đình cá nhân tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, quan tâm hỗ trợ các gia đình khó khăn. Sở Xây dựng chủ trì chỉ đạo chặn chống cây xanh ngã đổ trên các tuyến đường do thành phố quản lý, phấn đấu hoàn thành trước 17 giờ ngày 1 tháng 10, khắc phục thiệt hại hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, hoàn thành trước 17 giờ ngày 30 tháng 9. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan dọn dẹp xử lý vệ sinh môi trường và hoàn thành trước ngày 30 tháng 9. Sở Xây dựng chủ trì chỉ đạo khắc phục hệ thống cấp nước sinh hoạt, xử lý hệ thống thoát nước không để ngập úng. Thành phố cũng yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ thiệt hại cho nhân dân kịp thời đúng đối tượng.